Bản án chung thân cho kẻ gây án mạng vì mâu thuẫn vụn vặt khi Quang tiểu bậy vào chỗ ông P thường xuyên nằm ngủ thì bị ông P nhắc nhở và dẫn đến xô xát. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ này mà Quang điên rồ cầm kéo đâm chết nạn nhân. Ngày 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Quang sinh năm 1989, ngụ quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh mức án tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 22 tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Văn P đậu xe ba gác và ngồi nói chuyện tại khu vực gầm cầu Rạch Ông, phường 1, quận 8. Một lúc sau, Quang đến tiểu vào bên hông chiếc xe ba gác của ông P. Thấy thế, ông P nói: "Chỗ tao ngủ, sao mày làm? Làm sao tao ngủ?" Quang cự cãi lại khiến xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó Quang đến một căn nhà gần đó để nhậu tiếp cùng nhóm bạn. Khoảng 10 phút sau, Quang ra chỗ ông P đang ngồi và đứng chửi. Được khuyên can nên Quang bỏ về, còn ông P cầm một cây sắt đi tìm Quang nói chuyện. Về nhà được một lúc, Quang quay lại nơi nhóm bạn của mình đang nhậu thì được kể lại việc ông P đi kiếm mình, nổi máu côn đồ. Quang về nhà lấy một cây kéo rồi quay lại chỗ xe ba gác của ông P. Thấy ông P đang lấy nước rửa chỗ Quang tiểu bậy lúc nãy, Quang nhào đến đâm ông P nhiều nhát vào nhiều bộ phận cơ thể. Ông P dù đã được đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong sau đó. Nghe tin ông P chết, Quang bỏ trốn và đến ngày 25 tháng 11 năm 2020 thì ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.